Thạch đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Mẹ nó. Hai thằng chó đâu rồi? Em cho chúng xuất cảnh rồi anh. Lũ ăn hại, làm cái chuyện con cô như vậy làm không sống nữa. Em không ngờ lão già đó lì quá. Mình đâm hoài không chết thì em cũng bó tay. Đại nạn rồi. Không hạ được thằng khốn nữa, tao không động đậy được gì hết. Mày có biết tính mạng của con gái tao tính được giờ từng phút hay không? Vậy thì mình phải tìm cách nào khác thôi anh. Cho thực ra mình đối đầu với lão không phải là cách hay đâu. Mày nói nhảm cái gì vậy? Cao Quỳ! Cao Quỳ! Tình hình này chỉ vài bữa nữa là anh xuất viện được rồi. Ừ, cũng may mắn là chỉ bị nhẹ thôi. Thiệt, thanh niên bây giờ ẩu quá. Cảnh sát mà nó cũng không tha nữa. Bần cùng sinh đạo tặc mà. Vậy thôi, cứ mỗi lần đi làm về anh nên mặc đồng phục, ít ra cũng có khả năng răn đe. Túng thiếu quá nên là tụi nó mù màu. Màu xanh tụi nó nhìn cũng như là màu đen thôi. Thấy anh khỏe về là tụi em yên tâm lắm rồi. Thôi, bây giờ anh nằm nghỉ dưỡng bệnh nha. Để tụi em còn phải về với tổ nữa. Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Anh cứ nằm đi. Dạ, anh em có chút quà gọi là bồi dưỡng cho anh. Dạ. Mấy cậu tới thăm là được rồi. Mày đặt quà cáp làm cái gì không biết nữa. Thôi, vậy thôi tụi em xin phép nha. Dạ, dạ. Chào anh. Anh ráng giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn mấy cậu nhiều dạ, nha. Dạ, chào anh. Anh nằm đi, anh cứ nằm đi. Ủa, ông còn đau mà sao lại ngồi? Mấy anh em tới thăm đâu mà. Thì nằm nói chuyện cũng như nhau thôi. Nằm hoài cũng mệt, ngồi dậy chút cho nó khỏe. Ông cứ đòi giấu con hoài. Mấy bữa nay không thấy ông về, con Phương nó cứ hỏi hoài. Mà ông biết tính tôi rồi đó, tôi nói quạch tẹt hết rồi. Trời ơi, có vài ngày nữa là tôi về rồi, sao bà không giấu nó luôn đi? Nói ra làm chi để nó lo? Con cái trong nhà, giấu nó làm chi? Mà nó có đầu tới đây không? Có, nhưng mà tôi không cho nó vô. Vậy sao bà không cho nó vô? Tôi cũng nhớ nó mà. Đúng là cha con, không giống lông cũng giống cánh, y chang như nhau. Chỉ có bà mới dám nói tôi như vậy thôi. Thì tôi là người hiểu ông nhất. Tôi là vợ của ông mà. Bà còn giận tôi à? Tôi dễ giận, nhưng cũng dễ quên lắm. Ông yên tâm đi. Bà mà cứ chiến tranh lạnh với tôi á là không hết mọi chuyện đó. Nè, ông ăn đi. Tôi đau vậy làm sao mà ăn mình được. Ông đau bụng chứ có đau tay đâu. Thì tay tôi cũng đau nữa mà. Đau nữa hả? Thôi dẹp đi, ăn hay không thì bảo. Thôi được rồi, ăn. Thank you.
ba chưa nghĩ cho ba thôi. Cũng vì ba mà mẹ bỏ đi. Con đã mất mẹ từ nhỏ. Ba có phải là con không mà ba hiểu cảm giác đó. Ba không có mẹ thì dễ dàng có người đàn bà khác. Nhưng còn con không có mẹ thì suốt đời con không có mẹ. Anh, em mới được cho chậu lan nè. Lan tím luôn đó. Lan liếc gì không biết nữa. Lan đẹp mà. Anh không thích. Anh không thích nhưng mà em thích. Em dẹp đi. Hoa đẹp mà sao mà dẹp. Anh xem thử đi. Anh nói em có nghe không? Em năn nỉ chú Dương dữ lắm, chú mới cho em đó. Người ta nhà giàu, người ta chơi lan. Nhà này có cái máy may để kiếm cơm thôi à, không lo kiếm cơm. Em trả đi. Nghe không? Thôi được rồi, em trả. Trả là được chứ gì. Mẹ thì bỏ đi, ba thì suốt ngày công việc, hết vụ án này tới vụ án khác. Nhỏ con một mình, lớn con cũng một mình. Cho nên bây giờ những công việc gì của con cứ để con quyết định, ba đừng can thiệp vào. Nghe nè, con hứa con giúp nội chuyện này nha. Nội cho con 20.000 ăn kem. Dạ, chuyện gì nội? Nội nói nghe nè. Hả? Gì? À, cặp sách của mẹ con. Đã biểu nó nhỏ. Nó nhỏ thôi làm gì nó lớn như vậy. Ăn cắp, tội lớn nhất thế giới. Cái gì mà lớn? Con không ăn cắp đâu. Thì bà nội nhờ nhiêu đó, là không làm thôi chứ. Là lớn á, bà nội cắt cái lưỡi con bây giờ. Nội là người xấu, nội là người xấu. Cái gì vậy thằng này? Cái thằng này! Bảo! Bảo! Thằng Quý! Nhờ là không làm thôi, làm gì đâu ông xùm vậy? Trời ơi! Nó làm vậy rồi, nó ra ngoài đường nó có la lên không chứ? Nó mà la là xấu hổ lắm á! Trời ơi! Cái thằng Quý nhỏ! Một mình hả? Chào chú, mời chú ngồi. Chà, lâu lâu mới thấy cậu ngồi đây. Con cũng ít khi nào cà phê một mình lắm. Bộ bận biểu đến vậy sao? Dạ, sáng sớm con phải tới cơ quan, tối mệt mới về. Nhiều khi 1-2 giờ sáng con mới về, còn hôm nào trực là khỏi về luôn. Hèn chi chú cứ thấy con Ngọc nó đi về có mình ên nè. Vợ con cũng đi làm cả ngày, nhưng mà về sớm hơn để đón con của con. Chú lấy kinh nghiệm của chú nha. Chú muốn khuyên con là phải chú ý tới sự im lặng của người phụ nữ. Làm chồng, làm cha cũng giống như làm nghệ thuật vậy, phải tinh tế mới được. Con nghĩ là vợ con rất là ngoan hiền, cho nên con không phải lo lắng chuyện đó. Phụ nữ ngoan hiền không có nghĩa là họ ngoan hiền.
Con nghĩ là con hiểu vợ của con. Không đâu con, vợ của chú hồi đó cũng rất ngoan, rất hiền. Nhưng bên trong của bà là cả một cá tính rất mạnh mẽ. Cá tính sao chú? Bà luôn có một sự nổi loạn ở bên trong người. Nhưng chú đã không biết, chú đã không hiểu bà. Vì vậy giữa chú và vợ chú có một khoảng cách. Chính vì vậy mà vợ của chú... Vợ chú bỏ ra đi là vì chú nghèo. Nhưng đó chỉ là nguyên nhân phụ thôi. Chú biết điều cốt lõi là bởi vì chú đã không hiểu vợ của chú. Nhưng bây giờ thì chú đã hiểu rồi. Bây giờ hiểu thì đã quá muộn rồi. Nhưng mà chú vẫn yêu bà, và tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi. Chú chung tình quá. Đàn ông lấy sự nghiệp làm đầu, nhưng gia đình mới là nền tảng của sự nghiệp. Con phải nhớ kỹ điều đó. Gia đình của con rất là ổn. Vợ con chưa bao giờ phàn nàn về thời gian công việc của con cả. Còn con trai của con chưa bao giờ thắc mắc tại sao con không đưa nó đi học. Con được hậu thuẫn rất tốt. Đây là thời điểm con phấn đấu đỉnh điểm cho sự nghiệp cao cả. Con không hối tiếc gì điều đó. À, công việc dạo này của con sao rồi? Tụi con mới vừa bắt được tên Hùng Mã Tà trong một vụ thanh toán của tụi giang hồ. Chà, con giỏi vậy ta. Bắt được hắn quả là gian nan chú à. Vậy thì phải dẫn vợ con đi du lịch một chuyến để ăn mừng cái hen. Không chú à, bắt được tên Hùng Mã Tà thôi, nhưng mà tụi con để sống mất một tên. Cũng may là có người xuất hiện, chứ không thôi giờ em không biết mình ra sao nữa. Giả thiết là bọn này có ân oán gì với chú? Thâm niên hơn 20 năm trong nghề, đụng chạm không biết bao nhiêu là bọn tội phạm. Em nghĩ tụi này là một trong số đó. Nuôi ân oán cho nên mới bày trò này đó anh. Chú không nhận dạng được dù là một chi tiết thôi sao? Nó dám chơi công an nên tụi nó đã tính hết cả rồi anh à. Xe thì không biển số, lại còn mặc toàn đồ tối, đội nón, ra tay nhanh hơn tia chớp nữa. Chú có tính đi đến tận cùng vụ này không? Lũ chuột này nếu mà không sớm diệt sẽ gây hại nhiều người. Chú cứ im ắng một thời gian xem có biến động gì thêm không. Nếu mà chúng tiếp tục ra tay, ác hẳn là phía sau lưng có một thế lực rất mạnh đó. Yeah.
Lên xe. Nghiệp. Cảm ơn cậu. Đi vô cho mặt. Tiền đâu mà có nhiều vậy? Tiền không tự dưng mà có, cũng chẳng tự dưng mà mất đi. Tôi hỏi bà tiền ở đâu mà có? Tiền là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Bà chưa trả lời cho tôi tiền ở đâu mà ra. Thì tiền chữa bệnh cho con, ông cứ làm như là tôi đi ăn trộm không bằng. Nhưng mà tôi muốn biết nó ở đâu ra. Giờ mà nói chú Khải biếu thì ông không điên lên mới lạ. Thì đây là tiền tôi tiết kiệm mấy năm nay đó. Bà gửi tiết kiệm mà sao tôi không biết? Đâu phải cái gì của tôi, ông cũng biết. Tôi có người bạn giới thiệu chỗ này chữa bệnh cho con hay lắm. Cuối tuần này tôi với bà đưa nó đi nghe. Chứ tôi tiết kiệm tiền mấy năm nay để làm gì? Chị mang ơn chú lắm. Thế Khải này không bao giờ mang ơn cho ai đâu. Bù già điên à. Tụi mày mà động tới con gái tao, tao sống chết với tụi mày. Tao sẽ làm những gì tụi mày yêu cầu. Nhưng mà trước hết, hãy để con gái tao yên, rõ chưa? Mẹ nó. Chưa? Tao sẽ giết tụi mày. Giết hết tụi mày. Mẹ nó. Cho chết.